Quý vị và các bạn, hôm nay là hội chợ của nhà thờ St. Christopher, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập giáo xứ. Thank you.
Wow, xin cảm ơn tiếng hát của Jenny Nhớ và anh Trần Phong. Vâng thưa quý vị ăn thức ăn ẩm thực của giáo xứ San Christopher có ngon không quý vị? Xin chúng ta cho tất cả quý vị trong nhà bếp một tràng vỗ tay thật lớn nào. Cảm ơn các cô chú, các anh chị trong nhà bếp đã vất vả chuẩn bị những thức ăn thật là ngon cho chúng ta. Và không biết ở đây có ai thưởng thức món dê chưa? Các ông có ai ăn dê chưa? Thấy các chị giơ tay không à? Không biết là thời buổi này các ông dê hay là các chị dê thì chắc gì không biết. Nhưng mà nếu mà quý vị chưa ăn thịt dê, ở dưới đó có đủ loại dê đấy quý vị. Dê xào, dê nướng, dê xào lăn, dê rượu mật, đủ loại dê. Chúng ta thích loại dê nào thì có loại dê đó. Rồi ngoài bên cạnh đó còn nhiều món ngon lắm quý vị ơi. Có bún riêu, bún bò, quế. Đặc biệt là có một cái món mà Khánh Duy mới ăn, đó là bánh xèo. Xin các chị bánh xèo giơ tay lên nào nào. Đây, quán nhà đấy, bánh xèo rất là ngon. Khánh Duy đi nhiều giáo xứ rồi, ăn nhiều bánh xèo. Nhưng mà công nhận là bánh xèo ở San Christopher ngon thật. Quý vị không tin, quý vị cứ tới đó mua một cái bánh xèo ăn thử.